chào mừng các bạn đến với kênh Sà Thành Vlog. Đang có mặt tại quận 11 trên đường Châu Thới, thuộc phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là khoảng 9:30 sáng đó các bạn. Thì các bạn thấy sau khi lệnh cách ly xã hội của Việt Nam mình được gỡ bỏ thì người dân thành phố bắt đầu cũng đổ ra đường đi làm việc trở lại. Thì cũng như các bạn biết thì bao nhiêu ngày qua, hơn 20 ngày qua, người dân nó phải ở trong nhà để hạn chế ra đường, tránh nhiễm dịch bệnh, thì giống như một cái gì đó nó bị dồn nén mình vậy đó. Để thật sự thì ở trong nhà rất là bức bách các bạn, nhất là thời tiết ở Sài Gòn thì lúc này rất là nóng. Các bạn ở trong nhà, nhà cao cửa rộng mới có máy lạnh thì không nói gì, nhất là những người có thu nhập thấp, những người khó khăn thì người ta ở trong những cái nhà nhỏ mà lại đông thành viên, hoặc là ở phòng trọ đông thành viên mà không có máy lạnh, không có điều kiện để làm mát hơn thì nó rất là nóng các bạn. Sài Gòn lúc này thì thời tiết cũng khoảng là 35-36 độ vào buổi trưa, rất là nóng, rất là bức bách, mà lại thì không được ra đường, không được ra công viên chơi để mà giải nhiệt, thì ở trong nhà quá là bức bách đó. Nhưng mà hôm nay thì thành phố chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly xã hội nên được người dân có thể tự do đi lại, thì đó là giống như là một cái lò xo mà nén lâu ngày nay được bung ra, mọi người cũng đều đổ ra đường để mà hít thở không khí sau bao nhiêu ngày ngột ngạt ở trong nhà. Nói chung thì người ta cũng rất là mong được tự do trở lại để đi làm các bạn. Những cái người mà có thu nhập thấp, những cái người mà yếu thế trong xã hội thì thật sự 20 ngày qua người ta rất là khó khăn và gian khổ, bởi vì những người đó thì hầu như người ta làm ngày nào ăn ngày đó, ít có để dư để mà để dành. Thì hơn 20 ngày qua họ phải ở nhà, không có đi làm, không có vươn trải mưu sinh, thì thật sự cuộc sống của họ rất là gặp rất là nhiều khó khăn. Có khi còn thu nhập rồi phải chi tiêu cơm áo gạo tiền, rồi phải tìm thuê nhà trọ, rồi rất là khó các bạn. Trong cái khó đó thì cũng có nhiều cái hay, ví dụ như là được nhà nước hỗ trợ, thì sắp tới thì chính phủ sẽ hỗ trợ cho những người khó khăn được trong 3 tháng, thì cơ bản là một người cũng được 5-6 triệu gì đó, nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa nhận được, những cái khó khăn đó vẫn chưa giải quyết được các bạn. Thì ngoài ra càng có các mạnh thường quân, họ cũng sáng tạo, sáng chế ra những cây ATM giúp cho người dân mình gặp là nhiều giảm đi khó khăn. Mình đang đi trên đường Nguyễn Thị Nhỏ từ phường 9 của mình đây. Đường này nhỏ thôi nhưng mà rất là đông đúc, xe cộ buôn bán cũng rất là tấp nập. Người ta thành lập ra những cái gọi là những cái ATM gạo, những cái siêu thị Hạnh Phúc, những siêu thị phát bán hàng không đồng đó các bạn. Những cây ATM gạo thì hầu như giờ được đặt khắp trên các quận huyện của thành phố rồi. Ở các nhà văn hóa, ở các nhà thiếu nhi của các quận đều có những cây ATM gạo như vậy. Nên những người gặp khó khăn trong khu vực mình sống gần những cây ATM gạo đó thì các bạn có thể tới nhận cho mình một phần gạo, mỗi một ngày nhận được một phần gạo khoảng là 2 kg, để cho các bạn dùng đủ trong một bữa, thì ngày hôm sau các bạn có thể tới nhận thêm một phần 2 kg như vậy. Thì tại vì nói ATM gạo thì nó tại giống với cây rút tiền ATM, các bạn tới đó xếp hàng thì người ta sẽ có cái bọc để sẵn, các bạn cầm cái bọc đó đưa vô máy và các bạn sẽ nhấn nút thì tự động sẽ lượng gạo sẽ chảy vào túi tự với các bạn đúng với là 2 kg đó. Nên là các bạn không có giống như là phải đến gọi là xin xỏ hay mặc cảm, các bạn cứ việc tới nhấn nút gạo chảy ra và đem về thôi. Đó là ta gọi đó là ATM gạo là như vậy, giống như máy ATM rút tiền, các bạn cứ tới nhấn nút rút tiền ra, rất là tiện lợi và nhanh chóng. Nhưng mà gì cũng đông, số lượng người đông nên là phải xếp hàng, phải xếp hàng đến lượt mình. Thì các bạn nhận gạo xong thì đã có gạo rồi, thì các bạn có thể tới một cái siêu thị Hạnh Phúc không đồng nào đó, thì các bạn sẽ nhận được thực phẩm cho mình. Mỗi một người được vào siêu thị đó chọn
số lượng món thì không giới hạn, nhưng mà cái giá trị các bạn chọn trong một ngày, một lần chọn đó là khoảng 100.000, là sẽ được chọn 100.000 thôi, rồi tới người khác. Và một tháng như vậy thì các bạn chỉ được đi siêu thị không đồng 2 lần, 2 tuần thì các bạn đi 1 lần, thì 1 lần đó các bạn sẽ đủ lấy đủ trang trải trong 2 tuần, ví dụ là chai dầu ăn, 1 ký đường, 1 chục trứng, 1 dịch, 1 gà gì đó. Nói chung là những thứ mà lặt vặt cho cuộc sống hàng ngày thì các bạn lấy, các bạn có thể xài được trong 2 tuần. Gạo thì các bạn có thể lấy được hàng ngày. Mình đang quẹo qua đường Thành Thái các bạn. Thì cái đó cũng là một cái hay để mà giúp những người khó khăn, những người có hoàn cảnh khó khăn để mà vượt qua cái mùa dịch bệnh này, và hy vọng là sớm trở lại công việc hàng ngày. Người bán vé số thì sớm đi bán lại, những người mua bánh gánh bán bưng thì cũng sớm được chính quyền tạo điều kiện cho họ đi làm lại, đi bán lại để có trang trải thu nhập trong cuộc sống á. Và đây thì dọc theo đường này là cái chợ hoa này các bạn, chợ Hoa Kiển, đường Thành Thái, quận 10, một trong những cái chợ hoa kiển được gọi là lớn của thành phố. Dọc theo ở đây thì người ta bán rất là nhiều hoa với kiển. Ngày Tết ở đây thì khỏi nói rồi, rất là nhiều hoa kiển được bày bán ở đây dọc theo con đường này. Và ngày thường thì sự mua bán không có tấp nập như ngày Tết, nhưng mà vẫn rất là đông các bạn. Ra mua đến hoa kiển về trang trí trong nhà, đến mua chậu, mua đất, mua nói chung là các nguyên phụ liệu thì cây kiển. Thường thì buổi chiều người ta mua bán đông hơn, chiều người ta đi làm về, người ta sẵn đường người ta ghé ta mua, người ta thấy mua đông hơn. Ở đây là gì, bán chậu, bán đất để mà chăm sóc cây kiển, phụ kiện cây kiển, thấy rất là đông. Chiều người ta đi làm về, với lại trời mát thì người dân cũng đi ra mua rất là đông. Chiều ở đoạn đường này đông, đông vui lắm. Nên các bạn có nhu cầu chơi cây kiển, cây cảnh thì cứ tới đường Thành Thái, thuộc quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn mua kiển ở đây rất là nhiều. Nãy giờ mình cũng đi một vòng rồi, thì cho các bạn xem thì mình cũng xin dừng đoạn video clip ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.